Chào các bạn, hôm nay mình kiếm được cái con máy massage này, không biết nó có hư hay không hư này. Đây mình tháo ra xem mình cùng các bạn khám phá xem nguyên lý hoạt động của nó với sửa để massage chơi cho nó cảm giác nó thế nào. Con này là Takasuma này. Trông đẹp phết. Giờ mình tháo ra mình khám phá xem làm sao trong nó có cái gì. Rất là đơn giản. Này nó chạy một cái motor này. Cái motor. Cái này nó quay vào cái trục không đồng tâm này. Nên nó tạo thành cái rung vậy thôi. Quay vào cái trục này mà nó không đồng tâm. Mình kiểm tra xem nó có bị cái gì không. Đây là đèn led này, đấy cho đẹp. Này nó quá đơn giản luôn. Chạy một cái công tắc này 3 chấu, tốc độ 1/2, điện từ đây lên đây nó nắn cầu qua 4 con diode. Cái này xài trực tiếp 220 luôn. Qua cầu chì. Xem có chạy không? Cái này nó bị sao? Cái này chỉ có đứt dây thôi. Nối đây vào là được.
cho mình thử xem ok không. Này là giữa là tắt. Máy còn chạy còn lành, nó kêu bởi vì lắc này là do cái trong này nó mất cái đợi mà. Thử này rất là ok, cái này nãy nó bị mất cái đệm ở trong này này, đứt dây thì mất cái đệm thôi, rất đơn giản này. Mình cắt cái ấy mình đệm thêm mà chạy rất là êm này, cũng đã phết. Tốc độ chậm này, thấp này, quá đơn giản luôn. Cái lỗ này nó chỉ đứt dây mình thay dây rồi này. Còn cái này nó bị lỏng cái motor nó rùng nó lắc, mình đậy thêm vào nó chặt nó cái là chạy êm này, ru này. Rất là ngon lành. Nguyên lý hoạt động của cái này nó motor nó quay, nó chạy qua cái trục mà không đồng tâm, nó giật cái này thành nó rung thôi. Nên sửa cái này rất là dễ này. Đó, có cái đánh nghịch rồi. Trông thì có vẻ kỳ công mà tháo ra đơn giản thiệt. Đó, vậy là xong cái này rồi, có cái xài người cho.